Đây nhá, có con 250.000 này, con này Kachi này, rẻ quá nhỉ. 60%. Cái này bán 270. Biết rồi. 260.000. Bây giờ cậu thử cắm cho anh xem nào, cho nó có khỏe không. Biết đâu để lấy luôn. Cắm nào. Về vặn vớ vẩn thường ấy thì bây giờ người ta thường dùng là những con này là nó pin nhá. Yeah. Đi cứ ra đi. Này là Evico 1.2 triệu. Pin này 1.2 triệu. Pin to. Là hơi yếu nhỉ? Con này hơi yếu đúng không? Hơi yếu thật. Con này có 180W thôi. Con này 1.350 vào 1.000. Con này không có pin này. Con này khỏe hơn này. Yeah. Con này 1.020.000 nhưng mà nó lại. Con này là 2.300.000. Con này khỏe hơn này. Gió mạnh như thế cơ mà. 2.300.000. Con này là của Makita. 2.700.000. Con này 1.200.000. Con này bao nhiêu watt đây? Con này bao nhiêu watt đây? 12V. Con này là 1.200.000. Này 864 bạn linh tinh. Cắm hộ anh cái này nè. Đi. À, con này là có hai chế độ đúng không? Hình như chế độ búa nữa đúng không? Bật sang chế độ thường nào. Hay hỏng rồi. Sao nó có cái gì âm thanh gì cái nhỉ? Cái gì bên trong nhỉ? Bên búa, bên đây sẽ là cái khoan. Khoan này. Cậu bật sang cái khoan đi. Khoan này. Đấy nó có cái gì kêu như kiểu cơ ở trong máy nó chạy ấy. Biết rồi nhưng mà nó kiểu nó va đập gì ấy. Bình thường máy. Thế con máy khoan không, này nó chạy là phải có tiếng rồi. Không nghe như kiểu nó va ra. Này rẻ nhỉ. 260. Con này đang từ 650 xuống còn 260 thôi. Nó có cái động cơ bên trong này, cái dây này khi nó chạy. Nó chạy tất nhiên là Kachi là của nước nào? Kachi em xuất rồi. Nói chung là cứ khoan được là được nhỉ. Cái này cho thợ dùng ấy có gì đâu. Việt Nam à? Sản xuất tại đâu? Việt luôn đấy. Sản xuất tại Việt Nam luôn. Rồi ok.